Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Tiếp theo đây là chuyên mục y học với bác sĩ Trần Văn Sáng, người điều hợp Lâm Kim Thu. kính chào quý khán giả, tôi là Lâm Kim Thù, điều học viên của chương trình tin y học Medical News trong bản tin hoa thịnh đốn của đài truyền hình SPTN. Kính thưa quý vị, gần đây chắc quý vị đã được nghe giới truyền thông của Hoa Kỳ loan báo về tinh thuốc Lipitor, một loại thuốc hiệu hàng đầu dùng để chữa bệnh cholesterol và nay đã được đổi thành loại thuốc tương đương, tức là generic drug. Kính thưa quý vị, sự kiện này có ảnh hưởng như thế nào cho chúng ta là người tiêu thụ thuốc và hiện nay thống kê cho thấy là 70% dân số của chúng ta đang dùng loại thuốc tương đương tức là generic drug. Và câu hỏi được đặt ra hôm nay là loại thuốc brand name tức là thuốc hiệu và loại thuốc tương đương tức là generic drug có khác biệt nhau như thế nào và kết quả của thuốc tương đương như sau. Có mặt hôm nay với chúng tôi là bác sĩ Trần Văn Sáng. Ông hiện hành nghề nội khoa tại thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia. Ông sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về sự khác biệt giữa thuốc brand name, thuốc hiệu và thuốc generic drug và những tin tức mới nhất có liên hệ với thuốc generic drug. Xin kính chào bác sĩ và xin hân hạnh giới thiệu bác sĩ Trần Văn Sáng đến với quý vị khán giả của đài truyền hình xin uh, kính chào các quý khán giả của đài SPTN ở khắp mọi nơi và uh, đồng hương ở vùng quanh thành đấu. Mà xin chào cô thương. Dạ, kính thưa bác sĩ. Hôm nay chúng ta sẽ nói về à, loại thuốc hiệu brand name và loại thuốc à, tương đương, tức là generic drug. Trước hết xin bác sĩ cho quý vị khán giả của đài truyền hình S biết loại thuốc hiệu brand name là loại thuốc như thế nào. Dạ, yeah, tôi nghĩ là các quý khán giả cũng đã biết và nghe cái những cái tên này rất nhiều lần. À, tôi tạm gọi là thuốc hiệu uh, brand name đó là cái tiếng Anh và cái thuốc tương đương tức là generic. Thì cái thuốc hiệu là gì? Thực sự nó là một loại thuốc được sản xuất độc quyền bởi một cái hãng thuốc. Với hãng thuốc đó họ một có một cái bản quyền patent để mà làm ra cái thuốc đó, chính phủ và cái cơ quan kiểm soát dược phẩm của Hoa Kỳ gọi là Federal Drug Administration họ kiểm soát và cái bản quyền đó thường thường là hai mươi năm nhưng mà họ sẽ phải mất khoảng 7 tới 10 năm tùy theo cái công trình nghiên cứu và thử nghiệm của họ trên súc vật và trên người và sau đó để gửi ra những khắp nơi để mà thử nghiệm thực sự trên những cái bệnh lý lâm sàng thì đôi khi phải mất rất là nhiều tiền và đôi khi cả mất cả mấy trăm triệu đô la và để mà sau đó để được cái FDA chấp thuận thành ra đôi khi cái bản quyền của họ chỉ còn có 10 năm để mà bán cái thuốc chính vì vậy chúng ta thấy những cái thuốc này rất là mắc tiền Tại vì cái tiền chi phí cho những đề nghiên cứu sản xuất rồi sau đó quảng cáo và mướn nhân viên để lo những công việc đó tốn rất là nhiều tiền. Và chính vì vậy mà khi mà họ sản xuất được cái thuốc mà được chấp thuận rồi thì họ tự định giá lấy và chính phủ phải chấp nhận cái điều đó để mà họ lấy vốn trở lại và lấy một ít lời để mà còn sản xuất ra những thuốc mới khác nữa. Thì đó là cái tất cả cái nguồn gốc mà chúng ta biết được về phương diện cái thuốc brand name Dạ, thưa bác sĩ, uh, sau đây xin bác sĩ cho quý vị khán giả biết cái loại thuốc tương đương mà tiếng Anh thường gọi là Generic Drug là loại thuốc như thế nào? Thuốc tương đương Generic Drug là một khi mà cái uh, cái hãng bào chế thuốc đó nó đã bá cái bản quyền rồi từ thường là 20 năm nhưng mà thực sự họ chỉ có còn khoảng 10 năm tại vì họ mất thời gian 10 năm để nghiên cứu và quảng bá cái thuốc của mình thì còn 10 năm sau đó thì họ bắt buộc họ phải chuyển cái thuốc đó sang cái loại thuốc tương đương và thường thường họ có thể tiếp tục họ sản xuất cái đó hay là họ chuyển cho những hãng khác để mà làm thì lúc đó cái thuốc mà sản xuất ra thì nó thật sự nó rẻ hơn nhưng mà nó gọi là tương đương tại vì cái phẩm chất nó bắt buộc phải tương đương với cái thuốc à, thuốc hiệu tức là brand name thì lúc đó người ta gọi là thuốc generic tức là cái thuốc tương đương. Dạ thưa bác sĩ được biết cái thuốc tương đương tức là generic Drug cái giá rất là rẻ thì cái giá rẻ như vậy cái thuốc đó có tốt hay không thưa bác sĩ? đó là cái điều mà suy nghĩ của cái giới tiêu thụ tại vì theo ông bà mình nói thì cứ à, tiền nào của đó tức là khi chúng ta thấy cái thuốc nó rẻ rồi thì cảm thấy là mình mất cái, cái lòng tin đối với cái thuốc đó như bây giờ phương diện lý thuyết đó thì cái cơ quan kiểm soát dược phẩm của hoa kỳ fda gọi là federal drug administration người ta có quyền kiểm soát những cái thuốc đó và để bảo đảm cho cái giới tiêu thụ là cái thuốc mà được sản xuất À, ở cái dạng tương đương đó nó cũng phải thật sự giống như là cái thuốc mà thuốc hiệu tức là về phẩm chất nồng độ và cái sự hấp thụ và vào trong cơ thể và để áp dụng trong cái đề chữa trị nữa Dạ thưa bác sĩ, thường thường thấy cái thuốc tương đương cái giá nó rất là rẻ so với cái thuốc hiệu à, có thể đến 80% cái giá tiền thì cái như vậy tại sao cái thuốc generic à, tương đương này nó lại quá rẻ như vậy thưa bác sĩ? đúng như vậy tại vì cái thuốc mà generic nó rất là rẻ và theo những cuộc nghiên cứu của các uh, cái cơ quan về uh, uh, marketing của Hoa Kỳ thì người ta thấy là cái những cái thuốc mà tương đương đó thì cái người tiêu thụ chỉ trả khoảng từ 4 đồng tới 6 đồng mà thôi và nếu mà trả một cái thuốc mà hiệu the brand name đó mà được chọn bởi hãng bảo hiểm thì họ phải trả khoảng 30 đồng và nếu mà trả những cái thuốc mà chính hiệu đó, từ hãng thuốc mà ra đó thì giống như mình mua chiếc xe ở bên, bên Nhật đó, xe Honda đó thì phải trả giá rất là cao, tức là khoảng bốn chục đồng. Lý do tại sao thực sự nó tại vì khi mà họ sản xuất như vậy, thuốc tương đương đó, thì họ không có tốn tiền nghiên cứu, không có tốn tiền à, thử nghiệm, đôi khi những cái tiền đó, tiền quảng cáo, tiền mướn nhân viên đến những cái phòng mạch, tới mọi nơi để mà quảng cáo thuốc của mình đó, thì thường thường tốn hàng trăm triệu đô la. Chính vì vậy thì những cái hãng thuốc này mà sản xuất tương đương thì họ không có mất cái tiền đó thì ra họ có thể hạ cái giá thành xuống thành ra một cái giá rất là rất là rẻ và thêm một cái điều nữa là cái người ta rất là lo ngại là cái giá quá rẻ thì cái thuốc này có an toàn để mà dùng như cái hiệu như thuốc hiệu brand name không thưa bác sĩ cái sự an toàn của thuốc đó là cái điều mà mọi người đều à, khuân khoăn lắm kể cả những cái người tiêu thụ và cả thầy thuốc như vậy nhưng mà FDA họ sẽ phải bảo đảm là cái mức độ an toàn và cái hữu hiệu của cái thuốc đó để mà có thể thấy hiệu quả Nhưng mà thực sự cái câu chuyện nó là như thế này là tại vì à, Cái FDA đã thực sự họ đã làm tất cả những công việc mà cần thiết để kiểm soát cái điều đó Nhưng mà sau cùng thì họ thấy là Có những cái hãng sản xuất Thí dụ như là tháng 3 2008 Thì cái hãng Actavis Actavis là một cái hãng mà sản xuất cái thuốc tương đương à, Có cái à, Nhưng mà có những cái thuốc thí dụ như là thuốc chữa về tim Tên là Digitec Thì nó lại không có hiệu quả và nó làm sai lệch cái cái viên thuốc đi và người ta đã bị cấm sản xuất cái cái thuốc mà tiêm đó thì đó là trường hợp thứ nhất trường hợp thứ hai là một cái hãng sản xuất mà uh, Renpasi Renpasi là cũng một cái hãng bên ấn độ thì hãng này đã được từ lâu rồi họ cũng chuyên sản xuất những thuốc tương đương và họ có gần bốn chục chi nhánh ở khắp nơi ở bảy cái xứ khác nhau trên thế giới nhưng mà gần đây thì FDA cảm thấy là cái cơ cái chỗ sản xuất của họ nó không có thích hợp nữa và họ cũng có cho ra những cái sản phẩm mà đúng như cái quy định của FDA. Chính vì FDA đã mới không có nhận những cái hàng sản xuất từ cái Paxi nữa. Và 2008 thì FDA đã không có cho cái hãng này để mà đấu thầu để mà bán sản xuất cái chất thuốc Lipitor. Và hiện nay thì họ cũng bị suy sụp và một cái hãng Nhật là à, Deco à, họ cũng mua cái hãng này và chiếm gần như là Century, uh, Sankeyo, uh, uh, họ đã mua gần như 80% phần trăm cái cổ phần của cái hãng này. Thưa bác sĩ, uh, cái loại thuốc tương đương hay Trinareltrac uh, có kết quả trong những cái việc chữa trị những cái bệnh rất là nặng, chẳng hạn như bệnh đau tim, vân vân, thì cái 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 thuốc này nó có tốt hay không? Như bây viện mà chữa trị đau tim thì uh, cái FDA họ đã nghiên cứu khác nhau thì thấy những thuốc tương đương có thể sử dụng được ngoại trừ cái thuốc tiêm mà Digitec như hồi nãy mình nói đó thì nó không có hiệu quả, thế ra cái thuốc đó đã được cấm sử dụng rồi. Còn phần lớn thì tất cả những thuốc tư đường khác thì theo những cái nghiên cứu của fda họ thấy rất là có hiệu quả. Dạ thưa bác sĩ được biết các hãng thuốc, các hãng bảo hiểm y tế họ và đặc biệt là trong những người mà dùng medicare trong cái phần part d thì thường thường những cái loại những cái hãng bảo hiểm này là muốn bệnh nhân mua thuốc trong cái một cái list nó gọi là formulary Trước hết, xin bác sĩ cho quý vị khán giả biết cái list formulary là cái thuốc gì, là cái list gì và những cái thuốc mà họ để trong đó là loại thuốc như thế nào. Yeah, tôi nghĩ là các uh, quý khán giả đều đã có biết cái chữ này formulary tức là một uh, khi mình mua hãng bảo hiểm hay là mình mua cái Medicare bật đi thì người ta đưa một cuốn sách nhỏ trong đó có để tất cả những cái thuốc. Thì cái thuốc đó gọi là formulary là tức là cái thuốc được định chuẩn bởi cái hãng mà bán cái bảo hiểm sức khỏe. Họ định như vậy, tại vì họ chọn ra những cái thuốc thông thường nhất và đặc biệt những thuốc generic mà có giá trị tương đương để bán cho cái giới tiêu thụ giá rẻ hơn. Và nếu cái thuốc đó không có generic thì họ làm gì? Họ chuyển qua cái brand, nhưng mà họ dùng chữ prefer brand tức là những cái hãng bảo hiểm họ đã chọn cái thuốc brand cho mình rồi. Nếu mình mua cái đó thì tự nói giá rẻ. Còn nếu mà những người nào mà thích những cái chọn những cái thứ hàng mà quá đắt tiền đó, mà brand đó thì phải trả giá rất cao thì gọi là non prefer brand thì đó là cái lý do tại sao họ có cái formulary tức là nói nôm na đó là cái những cái 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 thuốc được chọn lựa trước để cho giới thiệu sử dụng nếu không phải mua cái bảo hiểm của họ. Dạ, kính thưa bác sĩ, trước khi kết thúc chương trình tin y học, xin bác sĩ cho biết ý kiến của bác sĩ là chúng ta nên mua thuốc hiệu brand name hay chúng ta nên sử dụng thuốc tương đương trên Ý kiến của tôi thì sau những cái phần chúng ta trình bày, chúng ta thấy rõ ràng là cái thuốc mà generic vẫn có hiệu quả À, được, được, quy định bởi FDA và nếu chúng ta tin điều đó thì chúng ta có thể sử dụng cái thuốc generic cái số 2 nữa là nó rẻ hơn với cái kinh tế hiện nay tôi nghĩ là nếu chúng ta sử dụng generic thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền và cũng tiết kiệm được cho hãng bảo hiểm thì khi hãng bảo hiểm nó tiết kiệm được nhiều tiền đó thì có thể nó bán với tiêu thụ với cái giá bảo hiểm nó tương đối nó rẻ hơn và nếu chúng ta yêu cầu thuốc brand đó thì đôi khi rất là khó khăn tuy nhiên có những cái trường hợp chúng ta cần phải loại thuốc hiệu tại vì nó không có generic và người bệnh cần những cái thuốc mà thực sự có nguy hiệu bảo đảm để người ta có cái lòng tin để chữa thì trong đó tôi nghĩ là nên nên tham vấn với những cái bác sĩ riêng của gia đình, bác sĩ chuyên môn để quyết định về những loại thuốc mà đặc hiệu mà người ta mình mình cần thiết. Yeah. Dạ. Cảm ơn bác sĩ đến đây đã hết thời hạn dành cho chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chúng tôi. Dạ, xin cảm ơn các quý vị khán giả à, đã dành thời giờ cho chúng tôi ngày hôm nay và dạ, lần nữa xin à, cảm ơn bác sĩ. Dạ. Cảm ơn bác sĩ kính thưa quý vị vừa rồi bác sĩ trần văn sáng đã trình bày cho chúng ta biết về thuốc hiệu brand name và thuốc tương đương tức là generic drug và sự khác biệt của nó cùng những tin tức mới nhất liên hệ với loại thuốc tương đương generic hy vọng các thông tin do bác sĩ trần văn sáng cung cấp trong chương trình hôm nay có thể mang đến cho chúng ta thêm một ít kiến thức về sự khác biệt giữa thuốc brand name và thuốc hiệu generic kính thưa quý vị đến đây đã hết thời hạn dành cho chương trình của chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi phát hình hôm nay. Lâm Kim Thu xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại trong chương trình Tin Y Học mỗi thứ bảy đầu tháng. Chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây là mãn. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý khán thính giả. Thưa ngài thân mến chào tạm biệt cùng với lời chúc quý vị một buổi tối hạnh phúc và ngày chủ nhật nhiều niềm vui. Hẹn tái ngộ quý khán thính giả trong buổi phát hình sáng mai.